phát thanh truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Như Thảo, Phú Khánh, kính chào quý tín giả. Mời quý tín giả cùng nghe bản tin lúc 7 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Bản tin sáng nay thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024 với những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Kính thưa quý vị, trong năm 2024, tỉnh Tây Ninh phấn đấu có thêm từ 15 đến 20 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có từ 2 đến 3 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao mục tiêu của tỉnh sẽ phát triển sản phẩm ô cốp, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp ngành nghề và dịch vụ nông thôn nhằm phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàng góp phần nâng cao thu nhập của cử dân bảo tồn các giá trị văn hóa bảo vệ cảnh quan và môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững ở các địa phương Vừa qua tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Trong năm 2023, phát huy tinh thần thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong khối đã ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ dự dựng quốc phòng an ninh của từng địa phương. Tổng thu ngân sách nhà nước của các địa phương điều dược so với dự toán tỉnh giao các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm tăng cường, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời. Trong năm, việc khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề được các địa phương trong khối thực hiện tốt. Tại hội nghị, huyện Tân Châu đã bàn trao nhiệm chủ khối trưởng cho đơn vị huyện Tân Biên, đồng thời bầu đơn vị thị xã Hòa Thành làm khối phó. Dịp này, các đơn vị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024. Thời gian qua, thành phố Tây Ninh đã tích cực triển khai vận động quỹ vì người nghèo, qua đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố cùng tham gia đóng góp. Kết quả năm 2023, thành phố đã vận động quỹ vì người nghèo được hơn 2,3 tỷ đồng, đạt gần và vượt gần gấp đôi so với chỉ tiêu được giao. Từ nguồn vận động này, thành phố đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, có thể kể đến như hỗ trợ kinh phí xây tặng chính căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 710 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí học tập cho 56 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 56 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí cho 10 người nghèo trị bệnh, số tiền 19 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố còn vận động trao tặng trên 15.000 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trị giá hơn 4,9 tỷ đồng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng hỗ trợ vốn cho 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sản xuất mua bán nhỏ lẻ với tổng số tiền 260 triệu đồng giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Công an huyện Tân Biên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Đạt, 21 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an huyện Tân Biên tiếp nhận được tin báo của bà VTTV, tên chiếc tắc 53 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, về việc bị một thanh niên điều khiển xe mô tô không rõ biển số, cùng lưu thông trên quốc lộ 22B, hướng từ thị trấn Tân Biên đến cửa khẩu quốc tế Samad đến đoạn thuộc ấp Thành Tân, xã Thành Tây, đối tượng này dược lên áp sát rồi giật túi sách của bà. Bên trong có nhiều tiền và nhiều nữ trang, với tổng trị giá ước tính khoảng 400 triệu đồng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy về hướng cửa khẩu quốc tế Samad. Bà V có chạy theo truy đuổi được một đoạn thì mất dấu nhận được tin báo công an huyện Tân Biên đến ngay hiện trường thu thập chứng cứ, đồng thời tiến hành điều tra truy xét theo dấu vết đối tượng cướp giật để lại. Chỉ sau một ngày gây án, ngày 12 tháng 3 năm 2024, công an huyện xác định kẻ gây ra chiều cướp giật trên là Phạm Minh Đạt và bố trí lực lượng dây bắt. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận do nợ tiền cá cược bóng đá qua mạng nên nảy sinh ý tưởng tìm những người phụ nữ có mang theo túi sách để cướp giật tài sản. Chỉ trong một ngày 11 tháng 3, Đạt đã thực hiện 3 chiều cướp giật tài sản. Hiện công an huyện Tân Biên đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 13 tháng 3 tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban dân sự đại hội 14 của đảng đã chủ trì phiên họp của tiểu ban. Tổng bí thư lưu ý, tiểu ban dân sự đại hội 14 của đảng phải tính toán quy định rõ cơ cấu số lượng ban chấp hành trung ương, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Ban chấp hành Trung ương cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. Rút kinh nghiệm từ các khóa trước, việc xác định số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình. Căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần túy chạy theo số lượng. Chiều ngày 13 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn đánh giá cao sự ủng hộ của ADB đối với Việt Nam thời gian qua, nhất là trong phát triển hạ tầng, sau đó giảm nghèo, phát triển giáo dục y tế, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các đối tác khác cùng hợp tác hỗ trợ Việt Nam cho rằng giai đoạn mới cần có tư duy cách làm mới. Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên lựa chọn hợp tác các chương trình dự án cụ thể có trọng tâm trọng điểm giúp Việt Nam phát triển nhanh bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó tập trung vào chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng mới. Kính thưa quý vị, trước diễn biến gây gắt của hạn hán và xâm nhập mặn, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sản xuất, đồng thời vận hành một số cống tại các vị trí cửa ngõ ngăn nước mặn vào địa bàn. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, so với trung bình nhiều năm, nồng độ mặn đo được hiện nay khá cao. Tuy nhiên, nhờ hệ thống thủy lợi đê bao, cống đập được vận hành kịp thời phù hợp nên nước mặn chưa gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Ông Trần Thanh Toàn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu Giang cho biết: Theo khảo uh, sát của ngành uh, chuyên môn thì hiện nay thì uh, nồng độ mặn đang tăng uh, lên cao theo cái chiều cường và dự báo trong thời gian tới thì uh, nồng độ mặn sẽ diễn biến phức tạp và theo dự báo của các nhà chuyên môn thì uh, kịch bản của năm 2024 thì cũng tương đương với năm 2015, 2016 uh, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cái kế hoạch về chỉ thị về, về công tác phòng chống hạn Ông Cô Minh Long, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết thêm. Hiện nay thì chúng tôi xác định là cái gai gắt nhất là ở huyện uh, Long Mỹ. Hiện nay huyện Long Mỹ thì có cái trà lúa trên dưới khoảng 240 ha thì nó nằm trong cái giai đoạn là có bị đe dọa. Và chúng tôi cũng đang theo dõi sát. Cái mong muốn tới thì sẽ đề xuất với ban chỉ huy phòng chống bão tỉnh thì sớm trang bị thêm một số trạm quan sát tự động. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục phối hợp kiểm tra đôn đốc các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thực hiện tốt kế hoạch phòng chống hạn hán xâm nhập mặn sát với tình hình thực tế, theo dõi sát nồng độ mặn tại các cửa sông chính để kiểm soát mặn xâm nhập từ hướng biển Đông và biển Tây vào địa bàn. liên tục bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, hơn 2.000 người đã tập trung tại thủ đô Bruxelles của Bỉ để phản đối các biện pháp thắt chặt chi tiêu do Liên minh Châu Âu EU đề xuất và kêu gọi tăng ngân sách cho phúc lợi xã hội. Cuộc biểu tình diễn ra giữa lúc các bộ trưởng tài chính EU đang nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận về định hướng ngân sách cho năm 2025. Người dân từ các nước Bỉ, Pháp, Italy cùng nhiều quốc gia EU khác đã tham gia biểu tình. Họ muốn chính phủ dành cho nhiều nguồn lực tài chính hơn cho trường học, bệnh viện hoặc đầu tư cho các thế hệ tương lai. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm hơn 20 người mất tích trong vụ chìm tàu xảy ra cuối tuần qua ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Sulawesi, miền nam nước này. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã cứu được 11 người và tìm thấy 20 thi thể. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 24 ngư dân khác còn đang mất tích và hy vọng tìm thêm người còn sống sót. Trước đó, hôm 9 tháng 3, chiếc thuyền chở 37 cư dân đã gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Jakarta đến vùng biển ngoài khơi đảo Klombok. Do to và sóng lớn đã khiến con tàu bị lật. Thưa quý vị, tại Thái Lan, ngày 13 tháng 3 hàng năm được chọn là ngày chơi quốc gia. Trong ngày này, nhiều hoạt động đã được tổ chức, trong đó nổi bật là đại tiệc trái cây dành cho 70 thực khách dồi tại một giường thực vật ở Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok 85 km những thực khách vui đã được thưởng thức thỏa thích 10 tấn trái cây và rau củ, ngoài ra còn có các nghi lễ truyền thống do các nhà sư chủ trì. Voi được coi là niềm tự hào và bản sắc văn hóa của đất nước Thái Lan. Ngày cho quốc gia ở Thái Lan là dịp để nâng cao nhận thức của công chúng về các nỗ lực bảo vệ môi trường sống của voi, chấm dứt sử dụng voi cho các buổi biểu diễn và cởi voi phục vụ du lịch. Thái Lan hiện có khoảng 3.800 con voi đã được thuần hóa còn sót lại trong các khu bảo tồn trọng dựng hoang dã trên khắp Thái Lan. Mới đây các nhà khảo cổ đã phát hiện một số cổ vật có niên đại 2.000 năm tại các tiểu phương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Đáng chú ý trong số này có cả những đồng tiền vàng được làm giả từ thời xa xưa. Các hiện vật được tìm thấy bao gồm hai bức tượng đá, một dòng chữ khắc bằng tiếng Abramay, các đồng tiền vàng thời La Mã và cả các đồng xu giả. Số cổ vật này được phát hiện tại khu khảo cổ Tel Arab và theo các nhà nghiên cứu, những đồng xu giả có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau công quyền. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 7 giờ sáng nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.